Có để chú. Chú à? À. Cháu quay không cắt thì tao tao bảo thôi. Tao có rẻ nào bỏ nó để lấy nó lấy. À vâng, thế được rồi. Vâng, cũng rồi. Cái đo gì đấy? Chú cái gì đi? Cháu quay bông hoa. Hả? Cháu quay bông hoa đăng YouTube. Quay gì? Món nào nó quay? Đấy. Nó quay cái gì? Đấy, đấy, đấy. Đây. Cái cổ hồng này kia. Chơi thế. Cái nhà lắm vườn. Lấy được rẻ nó bỏ cho nó. Vâng vâng, thế là tốt rồi chú. Thằng gì đấy? Cháu hỏi là quanh khu của Bạch Đằng này cũng có địa chỉ nào thì là bác sĩ dựa chữa da liễu là bác sĩ Khuyến à? Da liễu à? Da liễu thì đi vào chỗ đường Cựu Khê xong hỏi tiếp. Đường Cựu Khê mé bên này đường tàu ngay kia đây bên kia đầu Huy nhà hỏi tiếp thì người ta chỉ ở chỗ da liễu trung tâm da liễu nhé. Đấy chỗ đấy chuyên chữa bệnh da liễu. Vâng, rồi mong bác. Ừ.